các bạn đến với kênh Culy TV. Hôm nay Culy rảnh hỏi có gì làm. Bây giờ Culy sẽ lấy các nhân vật ra, Culy ngồi xếp cho đẹp nha. Chơi giống như tự kỷ gì đó. Đây là chiếc xe của Culy nè. Cái này là Culy mới ráp xong đó, các bạn nhớ không? Culy sẽ để xe một bên. Minecraft My World Zombie. Tiếp đến đây là chiếc xe xe bắn súng, xe cảnh sát, xe quân đội. Có cái móc kéo này nè. Anh này anh zombie đúng không? Tôi sẽ bắt anh, tôi sẽ móc trong nhà của anh. Xây cái này ra, tôi sẽ kéo nó ra. Rồi cứng quá sẹo trời, rớt ra ngoài luôn. Để cô liền gắn lại, gắn lại rồi. Nhưng mà cái này nó bị dính ở trong đây nè, nó bị rối nè, cô liền không tháo được đâu, khó lắm. Đó, mình phải móc vô đây, mình lôi đi, móc vô nhà mình lôi đi. Cô liền móc thử cho các bạn xem. Đấy chưa? Rồi, qua rồi, nhưng mà nó chưa có dính vào. Đó, thầy móc, có thể lâu đi luôn á. Nhưng mà, nó bị rớt ra hoài à. Mình móc đỡ cái cây này đi. Đấy, mình phải lâu đi nãy chưa? Wow. Đây là một chiếc xe. Tiếp đến, đây là Nexo, đây là trong bộ Nexo. Quái vật á, dùng trong cỗ máy bắn đá. Cỗ máy bắn đá có hai cái đồ bắn hai bên nè, có thể bắn ra luôn á các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Culy bắn cho bạn xem nè. Chiu, nhưng mà nó cũng ra để nhà cứng quá, thử lại nha. Chiu, không ra rồi, dính rồi, nó không có ra, chắc để lâu quá đó. Thôi chạy đi, đẹp không? Cái đến Culy sẽ lấy tiếp tục nha. Mình là Ninjago, ninja máy bay. Wow, cái cá đuối à, hình con cá đuối. Các bạn thấy chưa? Rất đẹp nha. Wow, chào mọi người. Wow. Cái miệng y chang cá đuối luôn, hai con mắt nè, hai cái cánh, giống như hai cái vai và cái đuôi. Wow. Các bạn thấy rồi, lần trước Culy đã có quay video ghép bộ này rồi. Các bạn nào không nhớ thì bạn có thể xem lại. Cho cầm con cá. Trông rất đẹp mắt. Tôi cũng để xem một bên luôn. Mình là hiệp sĩ Nexo. Yeah. Hai chàng hiệp sĩ luôn. Hai này nó gáp làm đâu đấy các bạn. Thật sự là hai bộ phận. Để Culy tháo ra cho. Đây là thật sự là hai bộ phận, hai chiếc lận. Rồi cái này nó nối lại với nhau, thấy chưa? Đó, thật sự là hai chiếc lận. Khi mà ghép lại nè, khắc nhập. Xong, thành một bộ. Wow. Lần trước như Culy có cho các bạn xem mà các bạn nhớ không? Đây là phi hành gia Lego Ninjago. PS. Wow. Tự nhiên mình sẽ chơi thêm một trò chơi, đó chính là Spider-Man xuất hiện. Spider-Man sẽ tiêu diệt anh ta, giúp cho Ninjago. Kìa, lắc cái chân cho anh ta rớt xuống. Thấy chưa? Lấy ra luôn, yeah. Spider-Man đã chiến thắng. Rớt luôn cái cây này rồi, cây mà chĩa nè. Cái đó là sẽ là ai đây? Các bạn nhớ nhân vật này không? Nhân vật này nè là nhân vật Spider-Man. Wow, chào mọi người. Rất là dễ thương. Ôi cá sấu ghê rợn quá. Yên tâm, có tôi tới đây. Iron Man. Hello, mình Iron Man. Mình sẽ bảo vệ các bạn. Cá sấu đi vô, cá sấu sợ quá. Đây là người thằn lằn. Các bạn nhớ nhân vật này không? Kế đến chính là Iron Man màu đen. Đây nè. Batman. Batman đây. Wow. Người chim. Teng teng. Bên kia rồi, qua đây nè. Đó, người chim. Cái đó đó chính là Green Lantern. Đó chính là chú chó của Batman. À không, mà là của Superman. Đèn chính thì đó là những nhân vật của chúng ta đó. Để xem coi chúng tôi còn nhân vật nào nữa. Tôi sẽ đeo chiếc máy xem. Mày còn nhớ Doraemon, Nobita, Nexo, không? Rất là nhiều. Đây là Senio gì đó đúng không các bạn? Doraemon. Oh, nhiều quá. Thêm một Doraemon nữa. Tiền tiền tiền. Suka. Không thể nào thiếu được. Cayenne. Ủa chi đâu? Bên đây nè. Súng cây mai của Doraemon. Culy sẽ gắn cho Nobita. Và Culy xin giới thiệu với các bạn một nhân vật nữa đố các bạn luôn. Các bạn có còn nhớ nhân vật này không? Ê đây, gợi ý cho đây là cháu của Nobita. Đố các bạn đó là nhân vật nào? Các bạn hãy comment bên dưới nha. Tim 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 tim. Đứng lại. Ồ, cảnh sát. Cảnh sát cũng tới nữa, cảnh sát Lego. Chèn chiến tiền. Cho vô luôn. Wow, các nhân vật của chúng ta nhiều quá. Nhiều quá à. Đương nhiên không phải là thiếu. Ôi gì vậy? Ôi có xe chữa cháy nữa tới rồi kìa. Bim. Nói theo là xe thang. Nhiều nhân vật quá. Tim. Tàu cứu hộ. Wow. Xe cứu thương. Bạn nhện, bạn Spider, bạn nhện cắn một cái là Spider-Man luôn đó. Cho ra phía sau đứng. Wow. Còn nghe nữa ta, nhưng mà nào nữa? Oh, khủng long. Ha, gặp khủng long vô luôn. Buồn không có gì làm, ngồi xếp chơi. Thấy đẹp quá à. Nhiều đồ chơi cũng sướng đó các bạn ơi. Các bạn nào cũng muốn chơi chung không nè? Các bạn nào muốn chơi chung comment bên dưới nha. Oh, thêm một con khủng long nữa. À, tên trộm tên ăn cắp bị cảnh sát bắt. Đứng không được ta, đứng bên đây nha. Rồi rớt rồi. Rớt hoài. Đứng lên. Thôi rớt rồi. Chạy đi cho nằm đó luôn. Đứng đây đi. Nằm nhìn xấu lắm. Wow, các bạn thích không nè? Sướng chưa? Chít. À, bạn bò cạp. Dễ thương. Xe cảnh sát. Wow, và các bạn cùng nhau xem lại nha. Rồi buồn xếp chơi. Nhiều nhân vật chưa? Nobita, các nhân vật siêu anh hùng nữa, những quái vật gian nhát và hiền lành. Wow, quá trời luôn. Các bạn hãy để cái bấm like, share và đăng ký kênh Culy TV nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Culy. Lần sau mình cùng nhau xếp tiếp nha, còn nhiều lắm. Mình xếp lại xong mình chụp hình chơi vậy đó cho đẹp.